Thị Chiến chào khách. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2022. Hội đại gặp có bà về Pháp Kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa và tỉnh nuôi bò đến tại xem cùng tham khảo xem xét dụng bò có xe này giao tận nơi cho quý khách. Thị Chiến trại lộ DT19 gần Quỹ quan xã Nhân Phú Tân tỉnh Bến Tre. Có hai anh chị khách này ở cùng xã Nhân Phú Tân, cùng xã ba xem bò để bắt cổ béo. Rất di động gọi đến Zalo của trại là 0395168767, trại bò Thị Chiến. Rất có thời gian đó với trại xem, còn khách không có điều kiện thời gian đó với trại thì trại bò nhận qua Zalo là còn lại với khách xem tổng thể nguyên hình. Quay sân vân bản đùi. Các khách xem mình báo giá công khai từng con một với khách biết. Bò một chiều cao của bò là 1m55 có 1m1. Lô bò lỡ thì thiếu đủ 1m2. Giá bò giao cho khách là 20 triệu là có. Một cặp chỉ có giá là 40 triệu là có. 41 rưỡi, 42 rưỡi, 43 rưỡi tùy theo bò lớn nhỏ. Thank you.